Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nhật. Thì hôm nay là ngày mùng 10 tháng 6 năm 2019. Ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ ở km 11 Cống Tróng, Quán Toan, Hải Phòng. Em lại bằng muốn báo giá tổng thể những mẫu xe đang có tại cửa hàng và những mẫu xe mới về cửa hàng để cho anh em được biết anh em nào mà đúng chân mẫu xe nào thì hãy liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Em là Nghị. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và chiếc đầu tiên là chiếc Hyundai Getz sản xuất 2008. Đây, chiếc Hyundai Getz sản xuất 2008. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 168 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Hyundai Getz mang biển số 24A11713. Đây, chiếc Hyundai Getz bản đủ sản xuất 2008. Đăng kiểm của nó còn đến tháng 12 năm 2019. Đây, đây là chiếc Hyundai Getz bản đủ máy 1.1. Vâng, đây là phần nội thất của chiếc xe Hyundai Getz sản xuất 2008. Sơn xì khá là ok. Xe rất cứng xe, màu xanh ngọc. Và chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios sản xuất 2013 mang biển số 88A19901. Đây là chiếc Toyota Vios sản xuất 2013 bản limo lưng kịch. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 283 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Vios thương hiệu Nhật Bản phiên bản số sàn máy 1.5. Đây là chiếc Toyota Vios. Vâng, đây là phần nội thất của chiếc xe sản xuất 2013 anh em nhé, bản limo lăng kính. Vâng, đây là phần nội thất của chiếc xe, sơn xì khá là ok. Và chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai Getz sản xuất 2008 bản đủ phiên bản số sàn máy 1.1. chiếc này bên em đang chào bán với giá là 165 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Hyundai Getz bản đủ phiên bản số sàn máy 1.1. Đây, chiếc Hyundai Getz nhập khẩu anh em nhé. Đăng kiểm thì còn đến tháng 2 năm 2020. Đây này, chiếc Hyundai Getz bản số sàn. Và chiếc tiếp theo là chiếc Chevrolet Captivan sản xuất 2008 mang biển số 30A29839. Đây, chiếc Chevrolet Captivan sản xuất 2008 phiên bản số tự động máy 2.4. hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 293 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Chevrolet Captivan được đăng ký là 7 chỗ ngồi. Đây là chiếc Chevrolet Captivan sản xuất 2008 phiên bản số tự động thương hiệu của Mỹ, máy 2.4, máy xăng anh em nhé. Và chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios sản xuất 2005 mang biển số 37A00095. Chiếc Toyota Vios sản xuất 2005 phiên bản số sàn máy 1.5. trong cây chiếc này tầm độ 6 lít xăng. Vâng, đây là phần nội thất của chiếc xe, tránh mưa tránh nắng cho anh em. Đây, chiếc Toyota Vios sản xuất 2005 hiện tại bên em chào bán với giá là 160 triệu đồng. Và chiếc tiếp theo là chiếc Daihatsu Lacetti mang biển số 34A08210. Đây là chiếc Daihatsu Lacetti phiên bản số sàn máy 1.6 bản sedan 2 đầu. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 182 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Daihatsu Lacetti phiên bản số sàn máy 1.6 100 cây, chiếc này ăn tầm 6 lít rưỡi 7 lít xăng anh em nhé. Đã được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ. Đấy,
đây là chiếc Daewoo Lanterti sản xuất 2008 anh em nhé, sơn xi màu bạc. Và chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios sản xuất 2008 bản E. Hiện tại chiếc này bên em đã rút hồ sơ về tên. Anh em nào đúng chân mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Đấy, chiếc Toyota Vios bản E anh em nhé, sản xuất 2008. Gương kính cụp xe tích hợp xi nhan trên gương, 4 bánh nan răng đúc, phanh ABS 4 bánh. Đấy, đây là chiếc Toyota Vios bản E sản xuất 2008. Và chiếc tiếp theo là chiếc Daewoo Gencha sản xuất 2008 mang biển số 374A06279. Đây là chiếc Daewoo Gencha phiên bản số sàn, 4 bánh nan răng đúc. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 168 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Daewoo Gencha bản sedan 2 đầu, trần nỉ nguyên bản theo xe. Đấy, đây là chiếc Daewoo Gencha phiên bản số sàn. Còn đây là phần táp lô, máy nội thất thì khá là ok, chỉ có 168 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Daewoo Gencha bản sedan 2 đầu. Và chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios sản xuất 2010 bản E, 4 bánh nan răng đúc, phanh ABS 4 bánh, gương kính cụt xẻ, máy 1.5 phiên bản số sàn. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 288 triệu đồng, mang biển số 36A29111. Đây là chiếc Toyota Vios sản xuất 2010 phiên bản số sàn, nội thất thì khá là ok. 100 cây chiếc này ăn tầm độ 6 lít xăng anh em nhé, tiết kiệm nguyên liệu. Đấy, đây là chiếc Toyota Vios sản xuất 2010 bản E xịn anh em nhé, phiên bản số sàn. Và chiếc tiếp theo là chiếc Ford Focus sản xuất 2007 mang biển số 78A04645. Chiếc Ford Focus sản xuất 2007, 4 bánh nan răng đúc phiên bản số sàn. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 186 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Ford Focus phiên bản số sàn, máy 1.6 vô lăng 4 chấu, đã được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ, nội thất thì khá là ok. Đây là chiếc Ford Focus sản xuất 2007 anh em nhé, thương hiệu của Mỹ, sơn xi rất sáng bóng sạch sẽ, tích hợp xi nhan trên gương, máy 1.6, 4 bánh nan răng đúc. Và chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai Elantra sản xuất 2008 mang biển số 30A30707. Đấy, chiếc Hyundai Elantra sản xuất 2008 nhập khẩu. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 210 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Hyundai Elantra. Vâng, đây là phần nội thất của chiếc xe, đã được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ, phiên bản số sàn, máy 1.6, nội thất ghế da được trang bị màu đỏ đen. Đây là chiếc Hyundai Elantra sản xuất 2008 màu bạc, 4 bánh nan răng đúc. Và chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Innova G sản xuất 2008, không taxi, không dịch vụ, 4 bánh nan răng đúc, mang biển số 30K4194. Đấy, đây là chiếc Toyota Innova G không taxi, không dịch vụ, màu vàng cát, được đăng ký được 7 chỗ ngồi, phiên bản số sàn, máy 2.0. Đấy, chiếc này bên em đang chào bán với giá là 339 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Innova G sản xuất 2008. Và chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios sản xuất 2011
2014, bán 235. Sản xuất 2011 anh em nhé. Hiện tại trước này bên em đã rút hồ sơ. Anh em nào đúng chân mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865. Đấy, chiếc Toyota Vios sản xuất 2011, bản limo lưng kịch, 4 bánh đa răng đúc. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 265 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Vios thương hiệu Nhật Bản, máy 1.5, phiên bản số sàn. Vâng, đây là phần nội thất của chiếc xe. Ghế da được trang bị màu đen, vô lăng quả số phanh tay. Đây là bản limo lưng kịch anh em nhé. Gương kính cụp xòe, tích hợp xi nhan trên gương. Đây là chiếc 2011, sơn xi khá là ok. Và chiếc tiếp theo là chiếc Kia Morning. Đây, chiếc Kia Morning sản xuất 2014. Ở chiếc Kia Morning sản xuất 2014, hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 235 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Kia Morning, đó là một xinh xinh phiên bản số sàn. Chiếc này em đã rút hồ sơ anh em nhé. 4 bánh đa răng đúc, sơn xì khá là ok. Đấy, chiếc Kia Morning sản xuất 2014. Sản xuất 2014 anh em nhé. Đây phần vô lăng và số phanh tay. Đấy, đây là phần nội thất của chiếc xe. Nội thất khá ok. Và chiếc tiếp theo là chiếc Kia Morning sản xuất 2012, mang biển số 14A 37381. Đây, chiếc Kia Morning sản xuất 2012, hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 172 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Kia Morning nhỏ gọn xinh xinh, màu lông chuột. Đấy, chiếc Kia Morning nhỏ gọn xinh xinh, hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 172 triệu đồng anh em nhé. Anh em đã sở hữu chiếc xe Kia Morning nhỏ gọn xinh xinh, mang biển số Quảng Ninh. Vâng, đây là phần nội thất của chiếc xe. Đây là bảng tổng của gương kính chỉnh điện. Đấy, đây là chiếc Kia Morning sản xuất 2012. Và chiếc tiếp theo là chiếc Kia Spectra sản xuất 2004. Và chiếc Kia Spectra sản xuất 2004, mang biển số 15A 08018, 4 bánh đa răng đúc. Chiếc Kia Spectra này bên em đang chào bán với giá là 99 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Kia Spectra bản sedan 2 đầu, tránh mưa tránh nắng cho anh em. Đấy, anh em nào đúng chân mẫu xe này mua về tập lái vẫn ok. Đây, đây là chiếc Kia Spectra. Và chiếc tiếp theo là chiếc Daewoo Gencha sản xuất 2008, mang biển số 15A 48268. Đây, chiếc Kia Spectra. Đây, chiếc Daewoo Gencha sản xuất 2008. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 168 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Daewoo Gencha bản sedan 2 đầu, không taxi, không dịch vụ anh em nhé. Màu bạc, 4 bánh đa răng đúc. Đăng kiểm của nó còn đến tháng 11 năm 2019. Vâng, đây là phần nội thất của chiếc xe. Đấy, nội thất của chiếc xe khá là ok. Và chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios sản xuất 2009. Ơi, chúng ta xong đâu. Đợi tí thôi anh nhỉ. Rồi rồi.
xe. Tôi tắt lên thì tiến cho này. Đây là chiếc Toyota Vios sản xuất 2009 bản E. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Vios thương hiệu Nhật Bản, máy 1.5, phiên bản số sàn. Đấy, đây là phần nội thất của chiếc xe. Đây là chiếc Toyota Vios sản xuất 2009 bản E. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng anh em nhé. Anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Vios bản E. Và chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios sản xuất 2011 mang biển số 88A19442. Đây, chiếc Toyota Vios sản xuất 2011. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 265 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Vios sản xuất 2011 màu vàng cát. Vâng, đây là phần nội thất của chiếc xe. Đây là chiếc Toyota Vios sản xuất 2011 bản limo lưng kính màu vàng cát, phiên bản số sàn, máy 1.5. Và chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai i10. Cái này chiếc Hyundai i10 sản xuất 2015, bốn bánh đa năng đúc màu trắng, đã được ốp lốp tay lắm mở cửa, tích hợp xi nhan bên sườn, phiên bản số sàn. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 252 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Hyundai i10. Nội thất khá là ok, ghế lỉ nguyên bản theo xe. Đấy, đây chiếc Hyundai i10 sản xuất 2015. Ghế lỉ nguyên bản theo xe. Trần lỉ. Đấy, đây chiếc Hyundai i10 sản xuất 2015 anh em nhé. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 252 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Hyundai i10. Và chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Vios bản limo đã lân kịch, sản xuất 2009, 4 bánh đa năng đúc, mang biển số 17A05175. Đây là chiếc Toyota Vios sản xuất 2009 bản limo lân kịch. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 239 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Vios thương hiệu Nhật Bản, máy 1.5, phiên bản số sàn. Vâng, đây là phần nội thất của chiếc xe. Ghế da là trang bị màu đen. Ghế da nguyên bản theo xe. Xe rất cứng xe, vô lăng, tích hợp xi nhan trên gương, gương kính cụt xòe. Đấy, đây là chiếc Toyota Vios bản limo lân kịch. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 239 triệu đồng. Và chiếc tiếp theo cũng là chiếc Toyota Vios bản limo mang biển số 30A35536. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 240 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Vios sản xuất 2009, phiên bản số sàn, máy 1.5, màu vàng cát, 100 cây trước này ăn tầm độ 6 lít xăng anh em nhé. Đấy, sơn xì khá là ok. Đấy, đây chiếc Toyota Vios bản limo sản xuất 2009. Hiện tại chiếc này đang có tại ở cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Địa chỉ của em ở km 11 Cống Trắng, Quán Toan, Hải Phòng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565.
Đấy, đây là chiếc Toyota Vios sản xuất 2009 bản limo lưng kịch, 4 bánh đa răng đúc, gương kính cụt xòe, tích hợp xi nhan trên gương. Bên em đang chào bán với giá là 240 triệu đồng anh em nhé. Và chiếc tiếp theo là chiếc cũng là chiếc Toyota Vios sản xuất 2006, mang biển số 36A14977. Đấy, đây là chiếc Toyota Vios sản xuất 2006. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 165 triệu đồng, 4 bánh đa răng đúc, màu bạc, tích hợp xi nhan trên gương, bản limo lưng kịch anh em nhé. Vâng, đây là phần nội thất của chiếc xe Toyota Vios sản xuất 2006. Bên em đang chào bán chiếc này với giá là 165 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Vios thương hiệu Nhật Bản, máy 1.5. Và chiếc tiếp theo là chiếc Toyota Innova G mang biển số 30A 49876. Đây, chiếc Toyota Innova G sản xuất 2010. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 365 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Innova G phiên bản số sàn, máy 2.0. Vâng, đây là phần nội thất của chiếc xe. Trần lý nguyên bản theo xe, hai dàn điều hòa. Đấy, đây là chiếc Toyota Innova G sản xuất 2010 anh em nhé, bô lăng 4 chấu, phiên bản số sàn. Và chiếc tiếp theo là chiếc cũng là chiếc Toyota Innova G sản xuất 2006, mang biển số 35A09388. Chiếc Toyota Innova G sản xuất 2006. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 320 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Innova G được đăng ký 7 chỗ ngồi, phiên bản số sàn, máy 2.0, không taxi, không dịch vụ anh em nhé. Đấy, đây chiếc Toyota Innova G sản xuất 2006. Vâng, đây là phần nội thất của chiếc xe. Trần nỉ nguyên bản theo xe đã được bọc lớp ni lông, hai dàn điều hòa. Đấy, đây chiếc Toyota Innova G sản xuất 2006, không taxi, không dịch vụ anh em nhé. Xe rất cứng xe. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 320 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Toyota Innova G. Và chiếc tiếp theo là chiếc Hyundai Getz sản xuất 2009, mang biển số 24A07793. Đây, chiếc Hyundai Getz sản xuất 2009. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 179 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Hyundai Getz nhập khẩu bản đủ sản xuất 2009 anh em nhé. Đấy, nội thất thì khá là ok. Đấy, anh em nào đúng thân mẫu xe nào thì hãy liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất của mình đưa lên. Bên mình còn rất nhiều xe anh em nhé. Anh em nào đúng chân mẫu xe nào thì hãy alo cho mình. Mình là người chuyên gia mua bán tất cả các loại xe ô tô cũ từ 27 chỗ. Mình là đòi nghị địa chỉ của mình ở km 11 100 Quan Toa, Hải Phòng. Cửa hàng bên mình lúc nào cũng còn có khoảng trên dưới 60-70 chiếc xe. Anh em nào đúng chân mẫu xe nào hãy liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.